Bác sĩ đâu? Chị nhà bị sao vậy anh? Vợ tao sắp đẻ. Bao giờ đẻ anh? Trong tương lai. Ai hốt mà. Em là bác sĩ đầu ngành. Bảo sao nhìn như đầu lâu. Treo đấy cây cột điện. Bên em chưa có lại phẫu thuật. Mày chắc chưa? Em chắc chuẩn. Thế cắt cho tao cái móng chân. Nani? Mày đang nghe cái gì đấy? Em nghe thấy chị ong nâu 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 nâu. Ong nâu với bố mày này. Giờ em sẽ tiêm cho chị. Tiêm mà đau tao vả vỡ mồm mày. Thằng Danh. Cái gì đây? Gương kia ngự ở trên tường. À. Chi phí khám của anh chị hết 47-49 triệu. Lương y như từ mẫu. Mày có thấy mẹ nào muốn lấy tiền của con không? Mất dạy. Ờ.